Trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ Tát. Trong chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ Tát. Lìa chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ Tát, chính chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại Bồ Tát. Trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ Tát. Trong chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Trong đại Bồ Tát có chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ Tát. Lìa chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của địa giới chẳng phải là đại Bồ Tát, chính chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của địa giới chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đại Bồ Tát, trong chân như của địa giới chẳng có đại Bồ Tát. Trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của địa giới. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của thủy hỏa phong không thức giới. Lìa chân như của địa giới chẳng có đại Bồ Tát. Lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng có đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc địa giới hoặc thủy hỏa phong không thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của địa giới và chân như của thủy hỏa phong không thức giới, các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của địa giới là đại Bồ Tát, chính chân như của thủy hỏa phong không thức giới là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của địa giới là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của thủy hỏa phong không thức giới là đại Bồ Tát? Trong chân như của địa giới có đại Bồ Tát, trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới có đại Bồ Tát, trong đại Bồ Tát có chân như của địa giới, trong đại Bồ Tát có chân như của thủy hỏa phong không thức giới. Lìa chân như của địa giới có đại Bồ Tát, lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của nhân duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là đại Bồ Tát, trong chân như của nhân duyên chẳng có đại Bồ Tát, trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của nhân duyên, trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa chân như của nhân duyên chẳng có đại Bồ Tát, lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của nhân duyên, và chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của nhân duyên là đại Bồ Tát, chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của nhân duyên là đại Bồ Tát, cái khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại Bồ Tát.
Trong chân như của nhân duyên có Đại Bồ Tát, trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của nhân duyên, trong Đại Bồ Tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa chân như của nhân duyên có Đại Bồ Tát, lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của Pháp do duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Pháp do duyên sanh ra, lìa chân như của Pháp do duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của Pháp do duyên sanh ra. Chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Trong chân như của Pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có chân như của Pháp do duyên sanh ra, lìa chân như của Pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của vô minh chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của vô minh, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của hành cho đến lão tử, lìa chân như của vô minh chẳng có Đại Bồ Tát, lìa chân như của hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc vô minh hoặc hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của vô minh và chân như của hành cho đến chân như của lão tử. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của vô minh là Đại Bồ Tát, chính chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của vô minh là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát. Trong chân như của vô minh có Đại Bồ Tát, trong chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có chân như của vô minh, trong Đại Bồ Tát có chân như của hành cho đến lão tử, lìa chân như của vô minh có Đại Bồ Tát, lìa chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa, lìa chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát, lìa chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa và chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính chân như của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh
tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát. Cái khác với chân như của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát. Cái khác với chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát. Trong chân như của bố thí ba la mật đa có đại bồ tát. Trong chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có đại bồ tát. Trong đại bồ tát có chân như của bố thí ba la mật đa. Trong đại bồ tát có chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Lìa chân như của bố thí ba la mật đa có đại bồ tát. Lìa chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có đại bồ tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của cái không nội chẳng phải là đại bồ tát? Chính chân như của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại bồ tát. Cái khác với chân như của cái không nội chẳng phải là đại bồ tát. Cái khác với chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại bồ tát. Trong chân như của cái không nội chẳng có đại bồ tát. Trong chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại bồ tát. Trong đại bồ tát chẳng có chân như của cái không nội. Trong đại bồ tát chẳng có chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Lìa chân như của cái không nội chẳng có đại bồ tát. Lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại bồ tát. Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chân như của cái không nội và chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của cái không nội là đại bồ tát, chính chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát? Cái khác với chân như của cái không nội là đại bồ tát. Cái khác với chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát. Trong chân như của cái không nội có đại bồ tát. Trong chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại bồ tát. Trong đại bồ tát có chân như của cái không nội. Trong đại bồ tát có chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Lìa chân như của cái không nội có đại bồ tát. Lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại bồ tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại bồ tát? Chính chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với chân như của bốn niệm trụ chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại bồ tát? Trong chân như của bốn niệm trụ chẳng có đại bồ tát. Trong chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại bồ tát. Trong đại bồ tát chẳng có chân như của bốn niệm trụ. Trong đại bồ tát chẳng có chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lìa chân như của bốn niệm trụ chẳng có đại bồ tát. Lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại bồ tát. Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có chân như của bốn niệm trụ và chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của bốn niệm trụ là đại bồ tát, chính chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại bồ tát? Cái khác với chân như của bốn niệm trụ là đại bồ tát. Cái khác với chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại bồ tát. Trong chân như của bốn niệm trụ có đại bồ tát. Trong chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại bồ tát. Trong đại bồ tát có chân như của bốn niệm trụ. Trong đại bồ tát có chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lìa chân như của bốn niệm trụ có đại bồ tát. Lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có đại bồ tát. Lại nữa, thiện hiện,
Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của Thánh Đế Khổ chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Thánh Đế Khổ. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Lìa chân như của Thánh Đế Khổ chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc Thánh Đế Khổ, hoặc Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của Thánh Đế Khổ và chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát. Trong chân như của Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát. Trong chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Thánh Đế Khổ. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Lìa chân như của Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của bốn tịnh lự chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của bốn tịnh lự. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lìa chân như của bốn tịnh lự chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của bốn tịnh lự và chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát. Trong chân như của bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát. Trong chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn tịnh lự. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lìa chân như của bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chân như của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của tám giải thoát chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của tám giải thoát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lìa chân như của tám giải thoát chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của tám giải thoát và chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát?
cái khác với chân như của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát. Trong chân như của tám giải thoát có Đại Bồ Tát, trong chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của tám giải thoát, trong Đại Bồ Tát có chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Lìa chân như của tám giải thoát có Đại Bồ Tát, lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng có Đại Bồ Tát? Trong chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng có Đại Bồ Tát? Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát không? Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lìa chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của pháp môn giải thoát không và chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát. Trong chân như của pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát. Trong chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn giải thoát không? Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lìa chân như của pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Trong chân như của pháp môn Đà La Ni chẳng có Đại Bồ Tát? Trong chân như của pháp môn Tam Ma Địa chẳng có Đại Bồ Tát? Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của pháp môn Đà La Ni. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của pháp môn Tam Ma Địa. Lìa chân như của pháp môn Đà La Ni chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của pháp môn Tam Ma Địa chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc pháp môn Đà La Ni, hoặc pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của pháp môn Đà La Ni và chân như của pháp môn Tam Ma Địa. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính chân như của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát. Trong chân như của pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát. Trong chân như của pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn Đà La Ni. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp môn Tam Ma Địa. Lìa chân như của pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 16.